nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, cùng nhìn lại cuộc đời sự nghiệp kiên trung của một nhân cách lớn, sống cống hiến và trọn vẹn với lý tưởng cách mạng. Sôi động thị trường quà tặng dịp lễ tình nhân. Những ngày này, cả nước đang hướng về kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát, 15 tháng 2 năm 1913, 15 tháng 2 năm 2023. Đây là một kiến trúc sư lớn, nhà cách mạng hết lòng phụng sự nhân dân, đất nước. Là một người trẻ, khi tìm hiểu về đồng chí Huỳnh Tấn Phát thì anh Công Khoa có ấn tượng về điều gì ạ? Dù ở bất kỳ một cương vị công tác nào thì đồng chí Huỳnh Tấn Phát vẫn luôn là một người tận tụy, trung thành, sống trọn vẹn với lý tưởng cách mạng. Nhân cách lớn của ông mãi mãi được ghi nhận trở lại di sản để giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay. Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát sinh ngày 15 tháng 2 năm 1913 tại làng Tân Hưng, Tổng Hòa Quế, quận An Hóa, nay là xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Là kiến trúc sư tài năng, nhưng ông không dùng kiến thức có được để làm giàu cho bản thân. Năm 1943, ông quyết định đóng cửa văn phòng, chuyên tâm hoạt động cách mạng. Tôi lấy một cái cơ sở để, kiến trúc của mình để làm một cái trường huấn luyện cho học sinh, sinh viên và trí thức về chủ nghĩa Mác Lênin. Cái đó là cái rất đặc biệt của cụ. Ngoài việc tổ chức lại tờ báo Thanh Niên, trong quá trình hoạt động cách mạng, cụ Huỳnh Tấn Phát còn tham gia thành lập nhiều tổ chức quan trọng như Tổ chức Thanh niên Tiền phong, Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đặc biệt, khi tham gia sáng lập và lãnh đạo Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, bằng tài năng, đức độ, ông đã vận động đào tạo nên một thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước. Vì lòng yêu nước, ông đã quyết định gom hết gia sản để mua lại cái mang xét của cái tờ báo Thanh niên, tổ chức ra cái tờ báo Thanh niên để kêu gọi cái lòng yêu nước của thanh niên. Ở lĩnh vực kiến trúc, đồng chí Huỳnh Tấn Phát cũng để lại nhiều dấu ấn với các công trình như sân bay Nội Bài, cung thiếu nhi Hà Nội, bản thiết kế Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tại quê hương Bến Tre, những ngôi trường mang tên ông, khu tưởng niệm là địa chỉ đỏ giáo dục thế hệ trẻ lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, tỉnh Bến Tre tổ chức nhiều hoạt động long trọng ý nghĩa. Thông qua việc tổ chức lễ kỷ niệm lần này, góp phần để giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về cuộc đời, về thân thế sự nghiệp và những cái đóng góp quan trọng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Với sự nghiệp cách mạng lẫy lừng, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát cùng các nhà lãnh đạo đảng, nhà nước đã kiến trúc nên một nền độc lập cho dân tộc Việt Nam, một đường lối sách lược cụ thể hóa tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần đoàn kết, tinh thần yêu nước, hết lòng phụng sự nhân dân, đất nước. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát, tỉnh Bến Tre phối hợp với các bộ ngành trung ương tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp vào lúc 15 giờ ngày mai 15 tháng 2 trên kênh truyền hình quốc gia VTV1 và VTV Cần Thơ. Kính mời quý khán giả đón xem. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ngày hôm nay 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân. Đây là dịp để các cặp đôi bày tỏ tình cảm của mình. Bên cạnh sự quan tâm và những lời nói yêu thương thì không thể thiếu những bó hoa tươi thắm dành cho một nửa còn lại. Tuy nhiên, tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường hoa năm nay lại có phần ảm đạm. Lượng hoa tiêu thụ giảm từ 20 đến 30%. Theo các cửa hàng, giá hoa năm nay không tăng so với năm ngoái. Hoa hồng Đà Lạt có giá từ 10 đến 25 ngàn đồng một cành, tùy chủng loại và kích cỡ. Nếu như năm ngoái, khách hàng ưa chuộng những bó hoa có giá từ 600 ngàn đồng đến 700 ngàn đồng, thì năm nay chủ yếu đặt hoa ở mức từ 350 ngàn đồng đến 450 ngàn đồng. Gần đây, cam sành Vĩnh Long rớt giá mạnh khiến nông dân lâm vào cảnh khó khăn. Nhằm chia sẻ với nhà vườn, Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên thành phố Cần Thơ phối hợp cùng đoàn phường Cải Khế mua hỗ trợ cho bà con với mức giá 4.000 đồng một ký. Để lan rộng nghĩa cử này, từ nhiều ngày trước, thông qua trang mạng xã hội, Trung tâm đã kêu gọi mọi người cùng chung tay tiêu thụ cam sành. Kết quả là 3 tấn cam đã được ủng hộ hết. Dự kiến vào thứ Năm và Chủ nhật tuần này sẽ có thêm nhiều đợt hỗ trợ cam với số lượng trên 10 tấn. Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với đoàn phường Cái Khế, quận Ninh Kiều dành tặng hơn 200 ly nước cam cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung Bướu, Cần Thơ. Việc xuất khẩu thanh long đi Nhật Bản của một số doanh nghiệp ở tỉnh Long An đã bị dừng lại đột ngột. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch sản xuất của nhiều nông dân. Vì sao lại có tình trạng này? Thông tin từ phóng viên Vĩnh Phúc.
Theo kế hoạch thì trong hôm nay, số thanh long này sẽ được doanh nghiệp thu mua để xuất sang thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên giờ đây thì toàn bộ có thể sẽ phải bị bán ở chợ với mức giá thấp hơn vì quy định mới về mã số vùng trồng. Mới đây, Trung tâm Kiểm dịch Thực vật sau nhập khẩu 2 thuộc Cục Bảo vệ Thực vật đã có thông báo đến một số công ty thu mua thanh long xuất khẩu sang Nhật Bản về việc áp dụng mã số vùng trồng cho thanh long ruột trắng và ruột đỏ. Ở Long An, đa phần bà con đều canh tác giống thanh long ruột đỏ LD1. Để được cấp mã số vùng trồng, bà con phải có chứng nhận bảo hộ giống cây này, mà giống LD1 hiện đã được Viện Cây ăn quả miền Nam bán cho công ty Hoàng Phát Fruit với thời gian bảo hộ lên tới 20 năm. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Long An, các doanh nghiệp khác muốn được cấp mã vùng trồng thì phải làm việc với Hoàng Phát để có chứng nhận nguồn gốc giống. Việc làm này nhằm đảm bảo không vi phạm quyền bảo hộ giống cây trồng theo luật sở hữu trí tuệ và đáp ứng nhu cầu của nước nhập khẩu. Còn bây giờ trở lại với câu chuyện được nhắc ở phần đầu chương trình. Giữa tháng 6 năm 2022, quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long được công bố. Đây là bản quy hoạch tích hợp cấp vùng đầu tiên của cả nước và là sản phẩm của việc chuyển hướng chiến lược trong tư duy phát triển vùng. Tuy nhiên, để triển khai là cả một quá trình không hề đơn giản. Đúng là như thế. Và theo các nhà nghiên cứu thì có 3 trụ cột để có thể là phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó bao gồm kinh tế, xã hội và môi trường. Các trụ cột này được xây dựng trên nền tảng văn hóa bản địa, lấy con người làm trung tâm, có tài nguyên nước là cốt lõi. Để triển khai quy hoạch thì 4 nhóm giải pháp cần phải thống nhất thực hiện, bao gồm cơ chế, chính sách, bảo đảm liên kết vùng, tổ chức huy động nguồn lực đầu tư phát triển, tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới, sáng tạo. Dựa trên quy hoạch vùng, các địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long đang từng bước cụ thể hóa vào quy hoạch địa phương mình. Đặc biệt, nhiều công trình, dự án được đầu tư xây dựng mang tính kết nối liên vùng, tránh được tình trạng cục bộ theo địa giới hành chính. Hậu Giang đã hoàn thành quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quan điểm một tâm, hai tuyến, ba thành, bốn trụ, năm trọng tâm. Quy hoạch này sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới, sớm đưa Hậu Giang trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực và cả nước. Chúng tôi cũng tập trung là bốn cái lĩnh vực chính của tỉnh, gọi là bốn trụ. Một là lĩnh vực công nghiệp, hai là lĩnh vực nông nghiệp, ba thì lĩnh vực đô thị, bốn là lĩnh vực du lịch. Thì như vậy chúng tôi trước sau vẫn là xác định nông nghiệp là một trong những cái nền tảng của kinh tế xã hội của tỉnh Hậu Giang. Cụ thể hóa quy hoạch, nhiều công trình trọng điểm như giao thông, thủy lợi cũng được đầu tư cho vùng. Tiêu biểu như các đoạn cao tốc, trục dọc, trục ngang, dự án ngăn mặn trữ ngọt. Điều đáng mừng là chúng ta đã có cái bản quy hoạch tích hợp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trên cơ sở đó thì 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng đang tập trung xây dựng, hoàn thiện và thông qua các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của địa phương mang tính tích hợp và nó được cụ thể hóa bằng các kế hoạch 5 năm hàng năm. Điều quan trọng là phải bố trí một cái không gian phát triển mang tính kết nối và huy động được các nguồn lực. Sản xuất nông nghiệp vùng đang chuyển dần sang kinh tế nông nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực từng bước cải thiện, trong đó ưu tiên các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, công nghệ chế biến, công nghệ thông tin, logistics, du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thời gian triển khai quy hoạch vùng còn ngắn và chưa có tiền lệ. Do vậy, các địa phương gặp không ít vướng mắc, trở ngại. Những vấn đề này cần phải có định hướng tháo gỡ, tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện. Ngay sau đây là ý kiến của một số nhà quản lý, nhà khoa học. Trong quy hoạch hiện nay, thì nếu như Trung ương đã quyết định là giao nhiệm vụ cho từng tỉnh thực hiện các cái chức năng là sản xuất của vùng mình, thì là nó là phải phù hợp với cái quy hoạch chung của tổng thể và đồng thời là phê duyệt của quy hoạch tỉnh hiện nay trong cái thời kỳ là giai đoạn các tỉnh đang làm cái quy hoạch thì nó phải là đồng bộ với quy hoạch chung của vùng đồng bằng sông Cửu Long để đảm bảo rằng chúng ta điều tiết nước hai cái nguồn nước ngọt và nguồn nước mặn sao cho nó đáp ứng được yêu cầu sản xuất theo quy hoạch. Đây là một cái yêu cầu rất là lớn, cần cái nguồn lực cũng khá rất là lớn. Do đó nó là chúng tôi kiến nghị là Trung ương nên sớm bố trí, huy động nguồn lực để bố trí đầu tư cho cái hệ thống công trình mang tính là liên vùng cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long để chúng ta phục vụ cho cái quy hoạch sản xuất mới. Đòi hỏi cái sự phối hợp liên ngành, sự phối hợp giữa các địa phương,
sự tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa. Những cái công trình giao thông trọng điểm cần phải được bám sát cái tiến độ, đảm bảo cái sự hoàn thành và mang tính kết nối để sớm nhất mang lại cái hiệu quả trong thực tế. Có thể thấy vấn đề cốt lõi của đồng bằng sông Cửu Long hiện nay vẫn là định vị vùng, bố trí không gian và quy động các nguồn lực để phát triển. Chỉ khi giải được bài toán này thì châu thổ Cửu Long mới trở thành vùng đất an toàn, trù phú và thịnh vượng trong tương lai. Một thông tin chưa được chúng tôi cập nhật. Bị tai nạn gãy xương cách đây 46 năm nhưng không được điều trị đến nơi đến chốn, một cụ ông ngụ tại Long Xuyên, An Giang đã chịu cảnh lệch trục xương, đi lại vô cùng khó khăn. Cụ ông chỉ được Bệnh viện Quang Mỹ Cửu Long phẫu thuật cắt xương, chỉnh trục thành công. Theo người nhà bệnh nhân, 46 năm trước, cụ ông không may bị té gãy xương đùi trái. Sau vài tháng, ông lại tiếp tục bị té nhưng không điều trị. Từ đó ông đi lại khập khiễng do lệch trục xương. Đáng chú ý, khi phần gối khớp trái xuất hiện cơn đau, gia đình mới đưa đi điều trị. Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi bị tổn thương xương khớp cần phải đến cơ sở y tế để khám và điều trị đúng phương pháp. Việc tự ý điều trị tại nhà có thể khiến bệnh nhân không được cải thiện, thậm chí để lại di chứng kéo dài. Là tập vận động gấp rưỡi gối thôi. Đó là mổ cắt xương. Còn tại Quảng Nam, một vụ tai nạn thảm khốc khiến cho 8 người đã thiệt mạng. Hiện nay thì các nạn nhân may mắn sống sót đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Trong số 12 nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thì có 4 nạn nhân bị thương nặng được chuyển đến khoa hồi sức tích cực chống độc để điều trị. 4 nạn nhân này đều trong tình trạng đa chấn thương, phải phẫu thuật khẩn cấp tại nhiều bộ phận vùng đầu. Tất cả các nạn nhân đang điều trị tại đây đều chưa liên lạc được với người nhà nên công tác điều trị gặp không ít khó khăn. Hiện tại tình hình các bệnh nhân cực kỳ nặng, vừa chấn thương sọ não, chấn thương ngực, chấn thương bụng, có nghĩa là tình trạng rất là nặng. Thì một bệnh nhân đã được phẫu thuật sọ não rồi, thì hiện tại vẫn còn thở máy theo dõi. Hội chữ thập đỏ kịp thời động viên, hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân bị thương và người thân các nạn nhân bị mất. Chúng tôi đã hỗ trợ gia đình nạn nhân có người mất 2 triệu, những người bị thương tại cơ sở bệnh y tế là 1 triệu. Theo các bác sĩ tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, trừ một trường hợp bị đa chấn thương nhẹ thì 3 trường hợp khác đang tiên lượng rất xấu. Hiện các y bác sĩ đang tiếp tục theo dõi và có hướng xử lý tiếp theo. Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin an ninh trật tự chưa được cập nhật. Mới dây hụi rồi kê hụi khống, hốt hụi chiếm đoạt gần 800 triệu đồng. Đối tượng Trần Thị Bé Hai, ngụ huyện Đông Hải, vừa bị Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giữ. Năm 2019, Bé Hai bắt đầu làm chủ hụi và kêu gọi nhiều người tham gia. Thời gian này, đối tượng nhiều lần mạo danh hụi viên hốt hụi và bán hụi khống, chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân. Đến tháng 7 năm 2022, Bé Hai tuyên bố vỡ nợ và trốn khỏi địa phương. Một tàu chở khoảng 35.000 lít dầu diesel không có hóa đơn chứng từ vừa bị Hải đoàn Biên phòng 28 Bộ đội Biên phòng tạm giữ trên vùng biển Tây Nam. Số dầu trên được vận chuyển trên tàu cá do ông Lê Văn Đức trú tại Cà Mau làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số dầu. Tàu cá đã được đưa về cảng để điều tra xử lý. Công an phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng bất ngờ kiểm tra căn nhà trên đường Phước Mỹ 1. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 2 khay nhựa chứa loại thảo mộc khô nghi là cần sa cùng một số vật dụng dùng để trồng, sử dụng cần sa. Tại tầng 3 của căn nhà phát hiện 3 nhà lồng có chứa các chậu cây thảo mộc tươi nghi là cần sa. Ngôi nhà này do một người nước ngoài thuê để lưu trú từ tháng 6 năm ngoái. Tại đồng bằng sông Cửu Long, có không ít nông dân e ngại việc dùng theo hướng sinh học hữu cơ, cây sẽ không quen, từ đó giảm năng suất, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ chứng minh điều ngược lại. Nhà vườn Nguyễn Văn Bi và sự thay đổi canh tác cây nhãn để có thể xuất khẩu đi Hàn Quốc. Công ty xuất khẩu mua hết cả vườn với giá 19.000 đồng một ký. Giá cao, hàng đi hết. Ông Bi lại càng thấy quyết định thay đổi quy trình từ hóa học sang hướng hữu cơ của mình trong một năm nay hiện rõ trên các chi tiết của cây. Đợt này trái nó đẹp lắm, lên màu đẹp mà nó lại sáng như trái để bông bự được, để trái một chùm có thể nó nhiều trái được gì nè. Mỗi năm mình nó nuôi không nổi, năm nay nó nuôi nổi. Mỗi năm cái cơm nó mỏng hơn, năm nay cơm nó dày dữ lắm vậy. Cơm nó dày dữ lắm. Mấy năm trước thì tứ gãi bao phân hóa học với tứ thuốc hóa học không à.
mà cái cây nó, cái lá nó vàng khè, tới chín gì lá nó vàng khè. Năm nay còn xin về, nó không có vàng. Bởi vì nó nuôi trái, nuôi bông cỡ nào bự nó nuôi cũng được chứ. Mình thấy trên một cái chùm nhãn như thế này, mình không hề thấy cái những cái trái nứt gì hết. Trái nứt và trái bị ruồi vàng đục. Thì nguyên nhân là do sử dụng cái vi sinh, hữu cơ vi sinh của mình. Dinh dưỡng nó đủ và đặc biệt là nó khác biệt là cái vỏ trái nó bền, nó rất là khó nứt. Nhưng cái cơm bên trong nó vẫn, cơm bên trong nó vẫn dày và hộp của nó rất là nhỏ. Đó là cái quyết định cái trọng lượng của cái chùm trái. Theo các chuyên gia nông nghiệp, khi vườn lạm dụng phân thuốc hóa học nhiều năm, cây nhãn sẽ có biểu hiện ngộ độc, tỷ lệ hao hụt cao. Nông dân lại tiếp tục phân thuốc để xử lý như một dòng luẩn quẩn. Còn khi đã có bao tiêu, nông dân theo đúng quy trình, đến cả công đoạn thu hoạch cũng không cần phải đón đầu các thời điểm hút hàng. Ví dụ như ngày thu hoạch hôm nay rơi vào ngày rằm. Nếu mà làm hàng trong nước là người ta đã thu cách đây 2 ngày rồi. Nếu mà thị trường ở miền Tây, ở thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh lân cận. Còn nếu ngoài miền Bắc là người ta đã thu cách đây 3-4 ngày nữa rồi. Thì như thế thì cách đây 3-4 ngày thì cái trái nó sẽ khác, nó trái nó giống như trái này, như thế này. Thì như thế thì về cái độ chín nó không có đảm bảo, ăn nó độ ngọt nó không có được và cái cơm nó cũng không dày nữa. Còn cái trái này là nó đúng cái trái thu hoạch. Cách làm của ông Bi đang dần mở rộng ra cho bà con trong hợp tác xã, xa hơn là cho nông dân trồng cây ăn trái. Chuỗi liên kết để đặc sản đồng bằng ra thế giới đã bắt đầu từ sự thay đổi của người nông dân. Còn ở ngành hàng thủy sản, dù chịu nhiều cạnh tranh quốc tế, nhưng tôm sú và tôm thẻ chân trắng của nước ta vẫn ở vị trí top đầu nhờ chất lượng ổn định từ nguyên liệu đông lạnh đến các sản phẩm chế biến giá trị gia tăng. Và điều quan trọng là giờ đây, tư duy sản xuất của bà con nông dân đã có sự thay đổi, đó là ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào thăm canh, tăng năng suất, sử dụng các chế phẩm vi sinh thay vì kháng sinh và hóa chất. Tất cả nhằm tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng và đủ sức cạnh tranh. Ở hầu hết các vùng nuôi tôm trên cả nước, nhất là đồng bằng sông Cửu Long, ao lót bạc, ao nổi xuất hiện nhiều và dần thay thế ao đất, kiểu nuôi truyền thống. Mô hình nuôi 2-3 giai đoạn cũng đã được ứng dụng rộng rãi. Cùng với đó, việc sử dụng kháng sinh nguyên liệu trong nuôi tôm cơ bản đã chấm dứt từ nhiều năm nay. 60 gram mà cái này có 4 kg. Tại cái này nó làm cho cái đường ruột con tôm nó có thể là nó nông to ra. Mình nuôi cái bằng cái vi sinh này thì nói chung là mình bán tôm thì đi kiểm mấy cái chất giống như oxy silin rồi oxy tetra rồi thì rồi CFO rồi đó thì nó sẽ đạt, thì tôm mình nó sẽ có giá nó cao hơn. Chỉ riêng Sóc Trăng, nhờ áp dụng các quy trình nuôi công nghệ cao và đưa vi sinh vào sản xuất mà thiệt hại trên tôm chỉ còn 6% trên tổng diện tích 53.000 hecta của năm 2021. Ở vụ nuôi nghịch nhằm đón giá dịp Tết Nguyên Đán, nhờ tăng cường sử dụng các chế phẩm vi sinh mà anh Hoàng đã cứu được cả ao tôm trước bệnh phân trắng. Hiện tôm đã được 70 con một ký và tiếp tục phát triển khá nhanh. Trước thì nó bị phân trắng như vậy là sổ bỏ không à? Mình phải sổ bỏ để mình làm lại cái khác. Còn bây giờ nhờ có thuốc rồi học hỏi thêm mấy anh em vậy đó thì nó để kháng được cái bệnh, nó sẽ phát triển được. Vi sinh là một trong những cái giải pháp vô cùng quan trọng để giúp cho cái ngành này có thể đem lại các cái giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững. Cái lợi ích thứ nhất đó là giảm chi phí và hạ giá thành nuôi. Cái thứ hai đó là mang lại cái sản phẩm đầu ra sạch, an toàn cho người tiêu dùng. Thứ ba, cái lợi ích mà rất là quan trọng đó là giúp cho cái môi trường ổn định và phát triển bền vững. Chiến tính của nông dân cho thấy thức ăn chiếm 45% giá thành nuôi tôm, 30-40% cho chế phẩm vi sinh, và phần còn lại là con giống, điện, nhân công. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, môi trường không đảm bảo, thì vi sinh đóng vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện chất lượng nước, điều kiện ao nuôi và cân bằng hệ sinh thái. Mình nuôi 2 giai đoạn, 3 giai đoạn và ứng dụng các cái chế phẩm sinh học để nuôi được con tôm có kích thước lớn, nuôi công nghệ sạch để truy xuất nguồn gốc được. Và hiện nay là những cái sản phẩm mà tôm, đặc biệt là tôm thẻ với kích cỡ lớn đang chiếm lĩnh cái thị trường rất là tốt. Đặc biệt nữa là đây là góp phần vào để xây dựng cái thương hiệu của con tôm Việt Nam. Những con tôm được sản xuất sạch, an toàn, truy xuất được nguồn gốc như thế này sẽ được thương lái thu mua cao hơn bình thường vài ngàn đồng một ký. Đây là động lực để người nuôi tôm tiếp tục tìm kiếm và ứng dụng những quy trình phù hợp vào sản xuất trong thời gian tới. Khi đó, chuyện đảm bảo chất lượng và đạt kim ngạch xuất khẩu từ 3,9 đến 4 tỷ đô la cho năm 2022 mới có thể hiện thực hóa. Điều quan trọng là từ những sự thay đổi của bà con nông dân, vị thế của ngành tôm Việt Nam sẽ ngày một được nâng lên.
Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình Miền Tây Hôm Nay buổi chiều. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với những tin tức chính trị xã hội quan trọng vừa cập nhật. Mời anh Công Khoa. Cảm ơn chị Thiên Nhi. Thưa khán giả, tiếp tục phiên họp thứ 20, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trương Đình Huệ, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 2 và thứ 3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá hai kỳ họp bất thường được tổ chức dịp giáp Tết vừa qua với bộn bề công việc nhưng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực lớn cùng quyết tâm chính trị của Quốc hội trước những vấn đề cấp bách của đất nước vì lợi ích của cử tri nhân dân. Các nội dung trình tại hai kỳ họp bất thường gồm một dự án luật, ba nghị quyết đều được Quốc hội xem xét kỹ lưỡng trước khi thông qua. Tại hai kỳ họp, Quốc hội cũng xem xét quyết định công tác nhân sự cấp cao thuộc thẩm quyền. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số ý kiến cho rằng việc gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội vẫn còn chậm, gây khó khăn trong việc nghiên cứu và góp ý. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, công tác chuẩn bị hồ sơ các dự án luật, nghị quyết cần chủ động từ sớm, từ xa, không chỉ từ các cơ quan của Quốc hội mà còn từ chính phủ, bộ, ngành trung ương. Cũng trong sáng nay, Thường vụ Quốc hội đã xem xét thông qua dự thảo nghị quyết hướng dẫn thi hành nội quy kỳ họp Quốc hội. Sáng nay, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát thực tế từ tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đoàn đã đến kiểm tra ở huyện Mỹ Xuyên. Năm qua, huyện được phân bổ trên 21 tỷ đồng để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Địa phương triển khai hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, đầu tư hệ thống nước sinh hoạt, xây dựng mô hình chăn nuôi, đầu tư hạ tầng phát triển giáo dục và đào tạo. Đến nay, huyện Mỹ Xuyên có 7 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,17%. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, chuyến khảo sát lần này nhằm lắng nghe những khó khăn từ cơ sở cùng những đề xuất kiến nghị ở cấp huyện, cấp xã để chỉ đạo tháo gỡ. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Sóc Trăng cần nhân rộng các điểm sáng trong thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đồng thời lưu ý địa phương về công tác hướng dẫn kiểm tra, giám sát thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt quan tâm đến việc cung cấp nguồn nước sạch cho nhân dân. Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm và tặng quà cho các em học sinh trường tiểu học Tham Đông Ba.